ra chợ mà thấy con mực nó nhấp nháy như thế này là phải mua ngay nha. Wow, 81. Ôi, con này có ý kiến mấy 2 kg à, to quá. Chú ơi, bây giờ con cầm 500 triệu con mua được chiếc ghe như chú không? Không. Dạ, đây con thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như gửi tặng ngoại 200 nghìn nha. Ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Hiện tại thì em Minh đang có mặt tại cảng cá Mỹ Tân, một trong 2 cảng cá lớn ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, bao gồm cảng cá Mỹ Tân này và cảng cá Ninh Chữ. Ở đây rất là nổi tiếng với sản lượng mực nha cả nhà. Ở đây bà con đi đánh bắt mực rất là nhiều luôn. Từ đây qua bên thành phố Phan Rang Tháp Chàm chạy hơn tầm 15 cây số nữa thôi. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng tham quan cảng cá Mỹ Tân để xem bà con mình mỗi buổi sáng làm việc ở đây như thế nào nha. Đó, ở đây bà con mua bán rất là đông, chủ yếu là mấy cô mấy chị thương lái á, xuống đây mua hải sản để đem lên chợ bán. Này mực ngon quá. Ngon không con? Dạ dạ, ngon quá. Mực lá, mực ống. Này mực đắt này con ha. Dạ quay luôn. Trời ơi, con mực đâu mà đắt vậy. YouTube còn miếng mà. Dạ dạ, em chào anh. Dạ luôn. Bây mấy vui ngọng rồi. Mình đi biển em mình mua dạ, hải sản anh. Hải sản đây câu một đêm được nhà ký anh. Đây nếu là quay dùm thành công nữa. Là đi biển đem hải sản ra đây bán. Dạ dạ. Một đêm mình thức lên mình câu mực. Ở mình mực nhiều ha. Nhiều lắm. Dạ. Dạ dạ. Câu đã quá. Cái này mình đánh lưới rồi mình câu thêm á anh. Đánh lưới rồi câu thêm. Câu thêm dạ. Cái áo này xem ạ. Tôm gì? Dạ, tay. Tay tay. Tay 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 tay. Tay cái bẫy nào một tí, tay cái bẫy. Đó mực nữa nè. Rồi, mực không. Tay. Tay luôn. Có cá hố nữa. Cá hố rồi cá nóc. Tay cá nóc. Con đây mà con hàng quá chú ơi. Dạ. Này mình đi nghề gì á chú? Nghề mạnh. Nghe mạnh, mạnh lùi hay mạnh chụp chú? Quá mạnh lùi. Mạnh lùi dạ. Ôi ơi, cái này bán cha vậy, cái này bán da vậy. Ông cô, cô suy nè. Nếu mà nếu mà cuộc phun nào quý nhau. Bán da vậy, bán da vậy. Thôi. Nè. Cùng quý nhau. Cô gái đồ mắc cỡ. Yên, bán da vậy. Ồ. Đó, cả nhà. Mực ống ghim với mực ống đắt. Đó, chú là đang lấy cái vỏ chôm chôm để mà thả vô từng tay nè. Có nghĩa là mình đặt chỗ nha. Thầy mực 3 kg 13 kg anh, mực cốt được 13 kg 13 kg. Rồi bỏ lên đây. Rồi ba sợi. Quá chừng. Dạ ngoại đi đâu ngoại? Đi xin cá ngoại hả? Dạ. Trời mưa này lạnh quá ngoại ha. Để sáng giờ ăn gì chưa ngoại? Ăn gì hả? Cũng chưa có cá luôn ngoại ha. Dạ ngoại ơi, con thấy ngoại ngoài đây mình cũng lạnh. Dạ con thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như gửi tặng ngoại 200 nha ngoại nha. Dạ rồi, con chúc mọi ngày mới vui vẻ nha, bye bye ngoại. Lắp trong tay con hai. Ở đây trả giá vui quá à. Ở đây em thấy mấy ngoại lớn tuổi đi xin cá nhiều lắm cả nhà. Dạ ngoại. Sáng giờ
không được nhiều cá không ngoại? Không có cá đâu nữa. Không có cá luôn hả? Ăn cái gì đây ngoại? Ăn gì đây? Phải thiết không? Cộng thuốc. Dạ. Phải thiết không? Dạ dạ. 86 hả? Dạ 86. Dạ ngoại ơi, con thay mặt nhóm Hoa Xuyên Trân Như nè. Cá ngoại vậy? 200. Dạ. 86 rồi. Dạ. Ngoại vô một cấp. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 84 nè. 84 à ngoại à. Dạ con chúc ngoại luôn có nhiều sức khỏe nha. Dạ đỡ Mỹ Tăng này luôn. Làm đỡ Mỹ Tăng này luôn. Dạ. Mỹ Tường. Dạ. Mỹ Tăng về Mỹ Tường. À dạ dạ. Từ đây qua Mỹ Tường xa không ngoại? Dạ. Cũng gần ha. Dạ. Là mình đi bộ qua bên cảng này hay là có đi xe đạp hay xe máy gì không? Đi bộ ra rồi có hồng cháu nó gặp có nó chữa tại dạ, đây. Dạ dạ ra đây dạ. Rồi mỗi buổi sáng mình đi lượm cá ở cảng gì ở ngoại ha? À. Dạ dạ rồi con chào ngoại, chúc ngoại sức khỏe. Dạ dạ. Đây một chiếc mới vào. Một cây mực đó cũng tầm mười mấy ký á. Ra ngoài Ninh Thuận không có gì ngoài mực nha cả nhà, mực không à. Mực này mà sỉ phơi ăn cũng ngon. Mực này lên bé hả? Chiếc này rất là to luôn. Này cũng là ghe lưới rút luôn này cả nhà. To quá. Hình như ghe này là ghe nhựa đó cả nhà ơi. Nhựa composite á. Không biết em phát âm có chuẩn không. Wow, cá nục nha, cá nục nhiều. Mấy cô đang đợi hải sản vào. Lấy giùm cho bốn cái khay nục lớn cho đó con lên. Ơi. Wow, cá nục quá trời luôn. Này là cá nục suông nè. Cá vừa đánh vô luôn anh, vừa đánh vô luôn. Tươi sống luôn. Dạ. Cá này đánh tươi có giá. Cả nhà có cảm nhận được mấy cô mấy chị thương lái cực cỡ nào không? Càng ngày càng khó khăn nha, mùa khó lắm. Wow. Cá người dư gan á cô. Cái này cá người dư gan nè. Dạ. Dạ. Cá người này cũng ngon lắm nè cả nhà. Đây nó có mấy cái sọc sọc nè. Wow, đã quá. Dạ. Wow, có mực xà nữa kìa. Dạ. Mực xà đỏ đó. Mấy con mực đó là đánh khơi lắm mới có. Wow. Cá nào cá nấy nhìn đã quá cả nhà. Cá này có giá tầm cỡ 40-50. À dạ, vậy là nó cũng giá cũng tầm mấy con cá ngừ hoa. Ghe mình đi rút anh. Dạ. Vâng. Tàu cá Kim Anh. Kim Anh 2. Quá trời cây chuẩn bị đựng cá. Cây này là của một nậu riêng nha cả nhà. Sáng giờ xin nhiều ngoại.
vậy thì hôm nay giờ bà cho con được có 4 con à. Dạ ngoại đợi con chút nha. Dạ ngoại con mới đổi tiền. Dạ đây con thay mặt nhóm Hoa Sen Trần Như gửi tặng ngoại 200.000 nha. Chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Dạ 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 bye bye ngoại. Đây cả nhà vừa mới cặp vào luôn nè, cũng cá nục. Wow, nặng lắm á. Rồi, lần chú mà kéo vô. Con nhận khỏe quá. À, sao không vô. Rồi, sẽ vô chút nữa đây. Đó. Cây nhiều như vậy là chắc nậu đó bao rồi đó cả nhà. Nậu đó bao là mua hết luôn rồi đó. Ai ai anh đi ăn. Là mình đánh tới tháng mấy rồi mãn mùa anh? Tháng 9 ha. Dạ hết nha cả nhà, cho nên nó dễ lựa cá thôi. Còn phía bên kia thì bán cho từng thương lái cho nên giành giật cũng khó lắm. Dạ chú, hôm nay mình đánh gì là đạt không chú? Trung bình. Trung bình dạ. Là cứ đánh đi trong ngày vô gì hả chú ha? Sáng vô. Dạ chiều đi sáng vô. Vô để lên lãi sao? Dạ, đánh cá tươi mình bán có giá dạ. Dạ quay mấy cô làm kỷ niệm luôn. Dạ mấy cô đang lựa cá đây, đang phân loại cá nha, cá lớn cá nhỏ. Dạ 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 này là mình lựa cá mình tính công á cô à, tính ngày công hả cô? Đi cầm đây xong vợ đi cầm sữa. À dạ. Giờ con muốn biết luôn. Người nhà của mấy anh mấy chú ha. Mình đi xuống mình phụ hả cô? Dạ phụ lựa cá. Con thấy cô đi lượm cá hồi sáng giờ mà không mang giếp hả cô? Dạ. Đâu bán được bao nhiêu rồi? Bán được nhiêu tiền rồi? Mấy ngàn hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ con thấy hồi nãy giờ rồi. Cô bỏ trong túi cho kỹ nha cô nha. Dạ, cất trong túi cho kỹ về để mua đồ ăn nữa cô à. Dạ, cất kỹ để rớt cô nha. Cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Dạ, dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Phía trong này là khu vực của mấy cô thương lái nè. Đang ướp hải sản. Ướp hải sản với nước mặn và đá. Bỏ vào mấy cái thùng, mấy cái xô để chuẩn bị vận chuyển đi. Ở đây em thấy có một con cá mà cô chú anh chị mình nhìn nó vừa quen mà nó vừa lạ. Đây là con cá nục nha. Cá nục mà cá nục đuôi đỏ. Đó cả nhà thấy không? Cái vây với cái đuôi của nó màu đỏ nè. Wow. Mấy con này chắc tầm 3-4 con tí á, cá rất là lớn. Cá hố nữa nè. Cái hố này chiên giòn rồi sau đó cho mắm me vào ăn rất là ngon. Hố nào? Còn mực này thì làm cái món gì cũng ngon đó. Mực này thì em thích ăn hấp gừng đó cả nhà. Hấp gừng ngon. Số 1 rồi chú ha. Dạ. Số 1 là số 1. Dạ. Bây giờ mua hải sản cũng khó ha chú ha.
cả tỉnh Ninh Thuận này một cá này là vô địch rồi. Dạ. Dạ, ở Ninh Thuận là ở cảng Mỹ Tăng là mực là số 1. Số 1. Mực đánh vô là sống luôn. Mấy hôm nay mua hải sản khó không chú? Con thấy cũng sang tàu cao, sang tàu cao. Cũng cạnh tranh đó cô ha. Dạ. Cho con cục đá lớn bỏ vô đây nữa nè. Bằng này chắc 200-300 ngàn ký anh ha. Ừ, nó 300 mấy là. Dạ đúng rồi. Mực này mực ống đất này thì có thể là coi như con mực này nó dày cơm hơn là con mực ống kim anh ha. Dạ, cho nên nó có giá này, hơn. Mực này ăn nó ngọt luôn. Dạ. Wow, đã quá. Mực này giống của nghề mành với anh. Ừ. Dạ. Đây cả nhà ơi, mực nang đã quá. Wow. Mực nang này lưới hay nghề lặn vậy cô? Lưới hả? Trời ơi, con này phải kiếm mấy 2 ký à, to quá. Còn minor luôn. Này mực lá này. Wow. Lá 1. To quá. Quá đã luôn. Mình mua mấy con cá trù này á mình bán lại dễ hả cô ha? Tại vì giá bình dân á. À cái này mình mua 35. Dạ. Bán lại tầm 40-50 ngàn nó cũng dễ hả cô ha? Rồi mình bán gặp giá này bán giá nấy vậy. Dạ dạ. Để đụng chợ thì cũng bán lại 40-35-30. À dạ dạ. Gặp chợ mình cũng bán 50. Dạ. Nói chung là nghề buôn bán cũng khó khăn lắm cả nhà ơi. Bên đây mấy con cá ngừ nè. Ngừ này là ngừ gì cô? Ngừ bò hả? Ừ. Phải không cô? Lô ô. Lô ô hả? Dạ. Dạ. Mấy con cá nục đuôi đỏ này nó có giá không cô? 45-50 ngàn. Nhìn nó rất là mập. Béo quá. Ở đây mua bán là phải thức khuya dậy sớm nha. Tầm 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là thấy mấy cô mấy chị đã ở đây rồi, canh ghe vào á. Cảng á thấy không? Mua dành mua giật thấy à. Dạ, mua dành giật nữa. Bán ăn đi. Là mình phải thương lượng giá với chủ đậu rồi mình buôn bán mình lại thương lượng giá với khách nữa. Dạ. Dày lắm. Dạ. Còn mua bán đi xa thì nó cũng có cái khó cả nhà. Hải sản tươi sống á. Buôn bán đi xa thì nó cũng gặp nhiều rủi ro lắm. Ví dụ mình làm 10 đơn hàng nhưng mà chỉ cần kiểu là không thành công một đơn thôi coi như là công sức mất hết luôn. Cái sao vậy? Cái này mấy ký anh? Mấy ký mà nhiều vậy? 7 ký rưỡi. Wow. Trời ơi, hôm nay là anh đi đúng ngày luôn á. Con cá này nhìn rất là mập, rất là ngon nè. Đây à. Cá ngừ đi anh. Này ngừ hoa nè. Cá tươi bóng luôn. 70 ngàn ký còn cá ký á. Mua mấy con vậy? Ờ cá đây cá ngon nè. Cá ngon lắm anh à. Cá này ngon nè chị nè. Ở đây này cá này. Khô nó chua luôn á. Dạ. Nước cũng được luôn. Mua mấy con? Chứ tầm đó luôn. Mấy con. Dạ. Này mua hai ba con tranh thủ anh. Để đếm. Một nhà một con. Nhà một nhà một con. Những tiền ký vậy? Nhà 2 con hay 70 ký mà 70. 8 nhà luôn. 8 con. Lựa 8 con bự đi bạn, lựa 8 con bự đi. Ta một nhà con đủ không? Nhà con sao cỡ? Để con sống con. Vậy đấy mày hết luôn đi. Con ơi. Vậy hết luôn anh. Hết luôn đi. Hết luôn đi. Tao mà chạy lên đây, thằng này nhiêu đây chắc mười mấy ký không anh? Dạ dạ vâng. Con thấy bất kỳ cái con hải sản nào mà mình bảo quản với nước mặn lúc nào nó cũng tươi bóng á cô ha. Dạ. Nước mặn cộng với một chút đá là lúc nào cũng ok hết. Ăn nước vô là xong rồi bỏ đá vô bậy lên. Dạ dạ. Bậy lên là xong bỏ cá vô là xong. Dạ. Đắp lên đá lên trên lại nữa. Đó cô chú anh chị nào mà đi mua hải sản tươi sống á là rửa nước mặn rồi đem về bỏ tủ lạnh nha cả nhà nha, chứ đừng có về mà rửa nước ngọt. Rửa nước ngọt và bỏ vào tủ lạnh là sau này nó không có ngon. Nói chung cứ đụng vô nước ngọt là con hải sản nó không ngon. Mua về rửa nước mặn bỏ vô tủ lạnh để đó. Dạ đúng rồi, là mình để 2
2-3 tháng đem và giả đồng nó vẫn ngon, nó vẫn tươi bóng. Lá này là lá ba đó cô ha, lá ba, dạ lá ba là size nhỏ đó, còn bên đây là lớn hơn này. Đây là lá một hay lá hai cô? Cái này là lá một ha, hai con ký, hai con trên ký. Tôi của anh chị như thế nào á, thì em thấy mực lá, mực ống, mực nang thì em thấy mực lá là ngon nhất nha. Cái con mực lá nó cũng nặng tí lắm. Ủa cái bà mực lớn này luôn nè. Bà Phước nói lấy mà không lấy là bắt đầu lấy kén là mình. Ở đây á em gọi là cảng mực nha cả nhà. Cảng mực chứ không phải là cảng cá. Còn là mực không? Dạ. Dạ ngoại. Dạ. Sáng giờ con cũng thấy ngoại rồi đó. Tại con đi quay á xíu con ghé qua. Dạ, con thay mặt nhóm Sen Chân Như để gửi tặng ngoại 200.000. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ, con thấy sáng giờ rồi. Dạ. Sáng giờ mà con biết là tôi mới tới. Dạ, con tranh thủ cá vào con quay á, rồi con đợi xíu nữa rồi con ghé qua con gửi tặng ngoại, con thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như bên Mỹ á gửi tặng ngoại. Dạ. Rồi, chúc ngoại sức khỏe nha. Cảm ơn con. Bye bye ngoại. Im ruột nè. Dạ. Em này chị. Dạ. Bị chết sớm. Dạ dạ. Ngoại vui là con cũng vui lây luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Xin mà đưa ra được kêu nè. Dạ. Đi xin cá như thế này cũng khó lắm có mấy cả nhà ơi. Cho ta nó nặng thì em. Dạ con biết nè. Dạ. Có tuổi. Dạ. Dạ dạ. Chứ giờ mình đâu có làm công việc gì khác được đúng không ngoại? Không. Không có cả bị đi xin lỗi của em vậy. Dạ dạ. Dạ. Ngoại cũng đi xin ha. Dạ. Đây ngoại. Con thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như gửi tặng ngoại luôn. Dạ dạ, gửi tặng ngoại 200.000. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ dạ. Em nghe mấy anh mấy chú nói ngày hôm qua ở đây rất là nhiều hải sản luôn nha cả nhà, đặc biệt là mực á, mực mà chất đầy cảng luôn. Hôm nay hải sản nó cũng được nhưng mà so với ngày thường mấy anh mấy chú nói là còn nhiều hơn nữa. Dạ. Sáng giờ đi xin cá nhiều mà. Dạ. Không có công nhân luôn. Không có luôn hả? À? Ít quá hả? À? Dạ dạ. Anh ở Mỹ Tân này luôn hay sao anh? Ở Mỹ Tân. Mỹ Tân hả? À, dạ. Em thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như gửi tặng anh 200. Cố gắng anh nha. Anh Bột ha, anh Bột Mỹ Tân. Dạ. Con chào chú. Sáng giờ thấy chú đẩy cá đẩy mực quá trời luôn. Đó, là dạ. Rồi, không nhà không cửa, không chú không cha, không nhà không cửa. Dạ. Ăn không hả con? Dạ dạ. Một gia đình bà cái dên hết, coi như là mừng hết luôn. Dạ dạ. Là anh là chú Thế hả? Thế. Chú Thế. Dạ rồi con thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như tặng chú 200. Rồi dạ. Chú làm quá trời luôn cả nhà. Làm hồi sáng giờ. Đó. Giờ tranh thủ làm tiếp nè. Này đóng mực này quá trời mực luôn. Đó, mấy cái khay trong này là mực hết đó. Dạ chú. Đây là mực khe. Dạ. Hôm nay là mực vô đây là ít hay nhiều chú? Ít đó hả? Dạ. Qua nhiều. Dạ dạ. Này chuyển đi đâu lận anh? Đi toàn tỉnh. Đi cũng đi đó. Đi liên tỉnh luôn. Dạ. Dạ dạ. Nét đẹp lao động. Dạ đi làm gì vui quá con ha. Dạ dạ dạ. Quay làm kỷ niệm luôn, quay làm kỷ
khái niệm luôn. Vàng bằng màu thì còn đó cũng gớm nữa nè. Là làm từ sáng tới chiều hay mình làm buổi sáng thôi cô? Sáng tới tới chiều luôn. Sáng tới chiều luôn. Chắc làm từ 4 5 giờ sáng hả cô ha? Ừ, 3 giờ cũng có, 12 giờ cũng có, 1 giờ đó luôn có. Trời ơi, quá trời. Sáng luôn lúc nào làm lúc mấy? Dạ. Để cái nhiều thì làm nhiều không có nghỉ được, bây giờ cái ít ra thì nghỉ. Dạ dạ. Cái nhiều á thì làm tiếp ra mới tới chiều. Còn cái ít ra thì làm làm. Ôi, bây giờ bùa trao bùa nghỉ, bùa uống cà phê, bùa uống bùa. Dạ. Cái gì đó. Rồi cả nhà uống cà phê. Dạ. 85 mãi đỉnh hả con? 85 mãi đỉnh. 85 đến thượng trên em nha. Bây giờ cũng gần 9 giờ sáng rồi cả nhà. Em thấy thuyền ghe của bà con ngư dân cập vào cảng bán hải sản gần như là hết rồi đó. Bây giờ mình qua cái khu này. Cái khu này là mấy chú chuyên neo đậu ghe để mà sửa chữa đó. Dạ. Wow, cái gì đây ta? Nhớt hả? Dầu, dầu nhớt. Rồi. Đó cả nhà, đi biển cực nhất là mấy cái này nữa nè. Cái mùi dầu, mùi nhớt á. Ấn lắm. Đi ra biển cảm giác vừa say sóng mà nghe cái mùi dầu này nữa là không có gì tả nổi luôn á. Cô chú anh chị mình cứ tưởng tượng đi, cái bộ lòng của mình á mà nó cứ lộn lên lộn xuống á mấy ngày liên tục vậy á. Rồi nghe cái mùi dầu đây, nó áp vô mũi á, ngửi liên tục, khó chịu lắm. Chào em. Dạ anh. Này là mình sửa gì anh? Máy. Sửa máy hả? Máy hư hả? Ghe của nhà mình luôn ha em. Ghe kia hả? Dạ chú, con bay phim. Dạ. Sửa lâu chưa chú? Vô sửa mấy hôm giờ đã. Mấy hôm giờ? Dạ. Mấy hôm giờ ra đó. Dạ dạ. Mấy hôm nay đánh có không chú? Em giờ nghỉ biển không à, đâu có đánh đâu. Dạ. Có vui vậy? Đây là một chiếc ghe lưới rút nè. Đang dọn lưới lại sao á, tại em thấy không có dàn lưới á. Chú đang sửa chú ha. Dạ. Có vui vậy? Mới mua. Có vui. À mới mua về dọn lại. Dạ. Là mua ở đâu chú? Ở Mỹ Tân luôn hay ở đâu? Khánh Hòa, mua Khánh Hòa. Mua Khánh Hòa. Cảng Mỹ Tân vừa chữa. Ui, chú con thấy bây giờ mình gọi là mình mua khác tỉnh nó khó lắm mà sao chú mua hay vậy ta? Nhỏ. Ghe nhỏ mình mua được. À, dưới 15 thước mình mua được. À dạ, trên 15 thước là dạ, nó khó. À khó. Dạ dạ. Là con đi trong đèn rồi mình quay lưới đó, đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Tại vì cái con mực ống và con cá nục suông á nó hay ăn đèn á, cho nên cô chú anh chị mình thấy ở đây đa số là thấy mực ống với cá nục không à. Đây là khu vực bà con mình neo đậu ghe này. Toàn là ghe lưới mùng và ghe lưới rút. Chú ơi, bây giờ con cầm 500 triệu con mua được chiếc ghe như chú không? Không. Không nổi ha. Mới mua về là 650 rồi nè. 650, dạ. Là cái này nãy chú nói dưới 15 thước là nó tầm 13, 14 thước ha. Khoảng 14 mét mấy á. 14 mét mấy, dạ. Là ghe không là 600 mấy rồi, chưa tính tiền sửa chữa rồi sửa mình chữa. Lắp dàn lưới rồi vô nữa, lưới cũng vài trăm triệu nữa. Dạ vậy đâu đó sắp xỉ cả tỷ rồi chú ha. Khoảng 1 tỷ 3, xong xuôi á. Dạ, là giấy tờ rồi xong xuôi luôn là 1 tỷ 3. Dạ. Này là cái máy bơm nước mặn. Dạ, bơm nước mặn. Anh béo. Bơm nước mặn lên để đóng hải sản. Đây mới bơm dầu xong. Dạ anh. Wow, cái thùng dầu chở đi luôn anh ha. Chở đi luôn. Dạ. Nhớ đăng lên lại nha. Dạ dạ. Dạ, lần đầu tiên em thấy chở dầu đi bơm vậy. Thường là mua can á, mua can thì chở xuống. Còn lần đầu tiên là thấy anh chở cái thùng luôn. Thì em đi cũng vài cảng cá rồi cả nhà. Đặc biệt là ở cảng Mỹ Tân thì em thấy hải sản tươi ngon nè. Đặc biệt nữa là bà con ở đây rất là vui vẻ và thân thiện. Cô chú anh chị mình có dịp đi ra Vĩnh Hy chơi á, hay là đi đâu du lịch gần đây á, thì nhớ ghé qua cảng cá Mỹ Tân để tham quan nha.
Dạ cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến hết video của em nha. Có gì sai sót mong cô chú anh chị mình bỏ qua. Bây giờ em xin phép tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo của em. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của em nha. Dạ bye bye.